Tiếp tục cập nhật vụ việc công ty hóa chất 21 thuộc Tổng cục Công nghiệp Bộ Quốc phòng thông báo tạm dừng bán ra thị trường sản phẩm pháo giàn phun hoa vì có tiếng nổ. Câu hỏi được nhiều người đặt ra và quan tâm lúc này, đó là những người đã mua loại pháo này liệu có được đốt hay không? Ngày 18 tháng 1, lãnh đạo nhà máy Z121 cho biết hai sản phẩm pháo hoa của nhà máy là dàn phun hoa và dàn phun viên được khách hàng tìm mua nhiều. Tuy nhiên quá trình sử dụng, một số các khách hàng phản ánh pháo dàn phun hoa có âm thanh như tiếng pháo hoa nổ. Sau khi nhận được phản ánh, nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng, Z121 tạm ngừng bán sản phẩm dàn phun hoa trên để phối hợp với cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội C06 Bộ Công an kiểm tra và đánh giá. Sản phẩm pháo hoa có tên giàn phun viên sẽ tiếp tục được sản xuất và bán ra thị trường cho người dân sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán. Với những sản phẩm giàn phun hoa đã mua, khách hàng vẫn có thể sử dụng đảm bảo chất lượng an toàn khi tuân thủ đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Tuy nhiên, nếu người dân mua đi, bán lại sản phẩm trên sẽ bị xử phạt do vi phạm Nghị định 137-2020 của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng pháo. Đại diện Z121 cho biết trong ngày hôm qua 17 tháng 1, kết quả kiểm tra đánh giá khẳng định sản phẩm dàn phun viên có âm thanh là 54 decibel, dàn phun hoa có âm thanh là 89 decibel đều nằm trong tiêu chuẩn cho phép, phù hợp với tiêu chuẩn của nhiều nước đối với pháo hoa giải trí. Mức độ âm thanh này so với tiêu chuẩn của Anh quy định âm thanh không lớn hơn 120 decibel, tiêu chuẩn của Nga quy định âm thanh không lớn hơn 125 decibel và thấp hơn nhiều so với các loại pháo hoa nổ nhập lậu trôi nổi trên thị trường. Các loại pháo hoa này đều có tiếng nổ lớn hơn 140 decibel. Tuy nhiên thì trên nguyên tắc đảm bảo an toàn tuyệt đối, đặt lợi ích của cộng đồng xã hội lên trên hết. Nhà máy đã quyết định dừng cung cấp sản phẩm dàn phun hoa để nghiên cứu điều chỉnh giảm cường độ âm thanh cho phù hợp. Trên thị trường chợ đen, giá các sản phẩm này đang bị đội lên gấp từ 2 đến 3 lần so với giá gốc nhưng cũng rất khan hàng.